Bây giờ các bạn tặng lì xì cho mình chết đi. Mình ngồi mình đợi lì xì đã, xong rồi là mình mới mở mắt. Rồi bây giờ ngồi đợi lì xì này. Mình đang ngồi đợi lì xì đây. Cảm ơn Vun nha, cảm ơn Ninh Tân, cảm ơn MVP Best, cảm ơn Tommy TV, cảm ơn Sakura Chan, cảm ơn Nguyễn Tuấn Tú, cảm ơn Trúc Lê, cảm ơn Yến Vi, cảm ơn Kikao TV, cảm ơn bé Lily, cảm ơn Đạt Nô, cảm ơn Hưng Nguyễn, cảm ơn Kim Anh, cảm ơn Andrea cái đéo gì đấy chưa kịp đọc, cảm ơn Thảo Vi, cảm ơn Thu Diệu Nguyễn, cảm ơn Vương Chu, cảm ơn MVP Best và Lô, mày đừng có tặng thêm một lần nữa, mày tặng vừa thôi. Cảm ơn Sinha Mini Gua, cảm ơn bạn Nhật Vũ nha, Vũ gì đấy chưa kịp đọc, cảm ơn bạn Ucha Necrosi Manta đéo gì đấy chưa kịp đọc cái tên dài vãi cả cứt đà. Cảm ơn Ninja Game, cảm ơn Tơ Nguyễn, cảm ơn Kim Anh, cảm ơn Việt Dương Viết, cảm ơn Ngô Thành Vinh, cảm ơn Nguyễn Ngọc, cảm ơn Dương Thùy, cảm ơn Biên Khuê, cảm ơn Haruak, cảm ơn Bánh Pi Mặn nha, cảm ơn Leo VN, cảm ơn Bùi Văn Lương, cảm ơn Candy TV, cảm ơn Doris Thỏ, cảm ơn Lisa, cảm ơn Lily, cảm ơn Trực Nguyên, cảm ơn Nguyễn Ngọc, cảm ơn Supi, cảm ơn Châu Kiệt, cảm ơn Nguyễn Phạm Phương, cảm ơn Ngọc Nguyễn, cảm ơn Slowly Chan, cảm ơn bé Dâu, cảm ơn bạn 1628615, cảm ơn bạn Leo TV lần nữa, cảm ơn Yến Vi Nguyên, cảm ơn Phan Lê Phú Tín, cảm ơn Khoai Lang Sâu Tính, cảm ơn .. cảm ơn Nimo TV Việt Dũng, à đậu xanh thằng này mày đừng có tặng nhiều nữa, cảm ơn Nick Bin nha, Saradiez, cảm ơn Ralit cái đéo đấy mẹ tên dài thế. Cảm ơn bạn Hồ Di Khang, đúng không nhỉ? Phải Hồ Di Khang, à không, đéo phải Hồ Quốc Anh Juni Gia gì đấy. Cảm ơn bạn Trúc nha, ok, bạn Gấu Trúc, cảm ơn bạn bé Gấu Trúc luôn. Cảm ơn Raiso, cảm ơn Nguyễn Diệu My, cảm ơn Tạ Phương, cảm ơn Nguyễn Ngọc, cảm ơn TP Khánh Huy, cảm ơn Nguyễn Khắc Duy, cảm ơn Doris Thỏ lần nữa, cảm ơn Bánh Quy Mặn lần nữa, cảm ơn Pha Lê Phú Tí lần nữa, cảm ơn Mimi, cảm ơn Thảo My lần nữa luôn, cảm ơn Nhật Vũ, cảm ơn Moon, cảm ơn Chan Hao, cảm ơn Linh Chi Đinh, cảm ơn Leo Vi Viet, à bé Linh Chi của mình nhỉ. Quên, chưa kịp đọc vội quá không nhìn thấy là bé Linh Chi. Cảm ơn Vinh Nguyễn KT, cảm ơn Wendy, cảm ơn Tú NI, cảm ơn Nhóc Ben Salin, cảm ơn Cậu Vàng, cảm ơn Khoai Lang Sâu Tính lần nữa, cảm ơn Trần Thị Thanh Huệ, cảm ơn Mai Trọng Nam, cảm ơn Minh Lê, cảm ơn bạn 4559 37994. Cảm ơn bạn Đinh Tân Phát lần nữa, cảm ơn bạn Hải Nguyễn, cảm ơn bé Kết, cảm ơn Lupin Thần Danh, cảm ơn Nguyễn Huy Hoàng, cảm ơn Kenny TV, cảm ơn Thu Tiểu Nguyễn, cảm ơn Bánh Quy Mặn lần nữa, cảm ơn Nguyễn Khánh, cảm ơn Tạ Vương, cảm ơn Unico, cảm ơn Vinh Nguyễn KT, cảm ơn Sun NDZ, cảm ơn Linh Chi Đinh, cảm ơn Mai Trọng Đào, cảm ơn Leo VN, cảm ơn Trung Nguyễn, cảm ơn Quang, cảm ơn Công Cụ Thanh Thanh, cảm ơn bạn 4559 37994. Từ từ nào, tránh ra để quên anh không đọc phát. Cảm ơn Lưu Văn Hà Danh, cảm ơn bà 2209328, cảm ơn bà Sakura Chan, cảm ơn Bánh Quy, cảm ơn Hoa Lan Sầu Tính, cảm ơn Đạt Trịnh Hà Vi, cảm ơn bà Cậu Vàng, cảm ơn Mui Trúc 123, cảm ơn Hikawa Chan, à đâu Hidikawa Chan, cảm ơn Supi lần nữa, cảm ơn Bé Cát lần nữa, cảm ơn Leo VN, cảm ơn Vivi, cảm ơn Lưu 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 Bây giờ mà các bạn bắt mình đọc nữa, đến lúc rồi làm sao mình bình luận thảo làng cho các bạn. Thằng nào sẽ là bình luận viên, ai sẽ là cha đứa bé. Ok, thì cái map củ nồi này nó có gà nên là các bạn không phải lo nhá. Nếu như bế tắc quá thì hãy bốc cho mình một con gà. Các bạn được phép ăn gà các bạn nhé. Các bạn nhảy kiểu gì không quan trọng. Mình sẽ không quan trọng bất kỳ cái gì, mà điều quan trọng tại sao thằng này nó lại hack được pass của mình vậy. Thôi bố lại mày, mày hack được phát của tao lần trước, bây giờ mày lại hack được phát của tao nữa, mày bố lại mày. Mình đặt phát dễ. Anh này, Son Goku ơi, anh đặt phát dễ quá hả mày? Úi trời. Vâng, và vị trí của Son Goku xa là hack được phát rồi. Thôi thì nó hack được phát lần nữa thì cho nó slot thôi, chả lẽ kích nó ra. Ok, vậy thì tại sao lại có đến tận 2 thành phần hack được pass của mình vậy? Ok, vậy thì cho 2 bạn hack được pass này vào trước nha. Rồi, đậu xanh mà nó hack được pass kìa. Thì ID của mình là 12005694 và pass chính là 4545 các bạn nha. Pass là 4545 nha, pass rất là dễ, bảo sao bọn này nó hack được. Pass là 4545 nha, và cho cả PC với PE vào các bạn nha. Giải này cho cả PC PE nha. Gấu Gaming vào nhanh nhờ, thằng này mày hóng nhanh thế. À tao kích thằng Gấu Gaming ra, hay lắm. Tao đéo cho thằng này tham gia giải, ờ. Tao kích gấu nhá, từ từ nào, bây giờ bấm mời ra khỏi phòng này. Hấp dẫn này, hợp lý này. Kích thằng gấu ra cho nó không tham gia giải ao làng nữa. Vâng, và hiện tại chúng ta vào gần full slot rồi các bạn ơi, còn thiếu một slot nữa, hình như bị lag rồi. Còn thiếu một slot nữa nhưng mà vẫn còn một slot dự bị, đó là dự slot của thằng gấu các bạn nha. Lát nữa mà chán chán quá thì mình sẽ kích thằng Anh Quân với thằng Gấu Gaming ra để các bạn vào. Đầy rồi á? Ơ, sao nhở, mình làm trọng tài rồi vẫn còn một slot mà.
Vẫn còn một slot các bạn ạ. Lỗi mịa rồi. Thôi những bạn nào không vào được thì đợi vòng sau nhá. Thì mình nhắc lại nhá, là những giải ao làng thường xuyên là tổ chức bởi mình thì nhảy méo có luật gì ngoài việc là không được dùng CD nghịch ngợm và không được dùng thần thú. Và giải PE thì phải dùng PE, còn giải PC thì dùng PC. Và những bạn mà trúng giải thì liên hệ Trần Phạm Mạnh Hùng, Facebook cá nhân của Hùng để nhận giải. Và méo hiểu sao cái mèo con nè nó vào được rồi kìa. Mèo con ơi, em có tham gia giải Bắc Cua đừng dùng CD em nhá. Giải CD của Hùng có luật đó là cấm CD nghịch ngợm và cấm cấm thần thú nhá. Còn lại là tất cả đều được phép chấp nhận. Các bạn có thể ăn gà và nhảy bất cứ kiểu gì các bạn thấy thích, các bạn có thể bám một tường cũng được. Hức hức không được vào à? Được rồi, không được vào thì đen thôi đỏ quên đi. Đen thôi đỏ vẫn thế. Mình sẽ phát hai cốt lên màn hình nha. Đây là cốt kiếm Yasuo các bạn ạ. Rồi tạm thời mình sẽ ẩn cái ID đi vậy. Ok, thì mình sẽ phát hai cốt lên màn hình các bạn nha. Rồi, các bạn nhớ luật nha. Ờ, được bám một tường, nhưng mà vấn đề là em bám được không, nó mới là chuyện. Đôi khi mày bảo bám một tường như nó không dễ đâu em ạ. Vậy thì chúng ta sẽ cũng bắt đầu giải online các bạn nhé. 3, 2, 1, action. Mình là trọng tài đúng không? Ok man. Vâng, và với những pha gọi là bắt đầu cùng địa điểm, cùng thời gian thì các bạn đấy bắt đầu gọi là có những pha gọi là cách biệt rất là nhanh rồi. Mà thấy méo đâu, cái mèo con nó đi nhanh đấy kìa. Ô khoan, kể cả nó ăn gà chứ phát vừa rồi cái mèo con nó đi nhanh đấy nhở. Mình có cảm giác có một cái gì đấy vừa vô lý ra mà thôi kệ bỏ qua đi. Đậu xanh. Ơ, trong game mini vua này có cái nhân vật gì để mà nó chạy nhanh đúng không các bạn? Từ từ ra là không được dùng nhân vật tăng tốc độ di chuyển đâu nhá. Từ từ mình phải xem nào, có nhân vật nào tăng tốc độ di chuyển không? Đặc công Laura. Cái này là sát thương. Đội trưởng Tom thì là thức ăn độ đói. Cái này là nguyên liệu hiếm. Ông này thì là phát hiện nguyên thạch nguyên liệu. Còn cái này là nhảy cao. Ờ, không có nhân vật chạy nhanh đâu đúng không? Ờ, ok ok. Ok, không có nhân vật chạy nhanh thì ok thì không dùng CD là được. Đâu có nhân vật chạy nhanh đâu. Được rồi, hiện tại thì chúng ta thấy được đó là người dẫn đầu là ai đây? Người dẫn đầu là vị trí của anh Quân. Một người phải gọi là đã được công nhận trình độ qua rất nhiều vòng đấu, qua rất nhiều những pha đá máy, đá stream và đi vào stream của Hùng, sau đó là liên tục win map, ăn sao rất là nhiều lần và khiến Hùng ức chế và đã rất nhiều lần gọi là xém bị Hùng kích khỏi phòng. Thanh niên này là một trong số những thanh niên gọi là có cái tỷ lệ cao là bị mình kích và đéo trao giải nhất trong cái giải đấu này. Tiếp theo đó cũng phải gọi đến một người đó là Gấu Gaming, cũng là một trong số những thanh niên có nguy cơ bị ăn kích lớn nhất hệ mặt trời. Mình mà ghét mấy bọn này, mình thấy ngứa mắt một cái là mình sẽ kích nó ra và các bạn sẽ về lại vị trí thứ nhất, nên các bạn không phải lo. Không sao cả, nếu mà người dẫn trước là bọn nó thì các bạn cứ việc yên tâm mà nhảy. Chúng ta nhìn thấy được vị trí của anh Quân với Gấu Gaming không khác nhau là bao xa cả. Cũng đang gọi là chung step với nhau. Anh Quân xử lý rất tốt trong tình huống này và anh Quân đã độc cô cầu sắt trong tình huống này rồi. Vâng. Vâng, tự chủ về tài chính, tự do về thời gian và ăn nhà mà tận hưởng. Đó là vị trí của anh Quân. Khi mà bây giờ có được cho mình đó là một cái khoảng cách khá lớn so với những người khác. Chỉ có Gấu Gaming là gọi là đuổi sắt nút thôi. Thì anh Quân đang rất là thoải mái và chỉ việc nhảy từ từ thôi. Cứ bình tĩnh, từ từ, tự tin, vẫn cay cú. Không phải gì về xoắn cả. Người ta cách mình còn xa cơ mà. Chúng ta quay trở lại một chút đến với những người mà có thể là cả đời đéo được lên TV. Bởi vì là nhảy quá kém. Đó là vị trí của MV Phan. Hiện tại bạn đấy mới vào map. À đéo phải, bạn đấy nhảy kiểu gì mà bây giờ bạn ấy mới ở đây các bạn ạ. Vâng, Nam Pika và Lily đứng đây nhìn nhau, hai mắt nhìn nhau, à nhầm lộn, bốn mắt nhìn nhau té lửa tình. Vâng, nhảy và đạp nhau cùng rơi xuống rồi. Đồng quy vu tận, chết rồi vẫn còn có đôi có cặp. Bên cạnh này chúng ta gửi đến lời chúc sức khỏe cho một bạn mang tên Hentai. Bạn này khả năng là admin ngầm của bên hentaivn.net đi qua đây để thăm dò tình hình. Nói chung là bạn này không biết là vì mục đích gì đấy bạn ấy được cài sang cộng đồng mini vua các bạn ạ. Quá nguy hiểm. Điểm lại những cái bạn mà nó rất là nửa vời, nhảy không quá gà mà cũng méo quá giỏi, đó là vị trí của bạn Phúc Cú Tê. Vâng, hiện tại thì bạn Phúc Cú Tê, hay còn gọi với cái tên thân thương và quen thuộc hơn, đó là Phúc Cú Tèo, đang thể hiện trình độ chim to của mình nhưng mà chân không to, nhảy nãy giờ toàn rớt thôi. Mèo con thì do là nhảy parkour hơi quen với CD nghịch ngợm rồi, bây giờ mèo có CD bé nhảy hơi kém nên là cũng chưa thể nào mà tạo được một sự khác bọt.
Còn bên này thì chúng ta thấy được gọi là một bãi bọt đến từ vị trí của anh Quân. Sự khắc bọt là có thừa. Thằng này nó buôn nước bọt xuyên quốc gia luôn. Có vẻ như là thằng này nó đã đi xin từ thiện nước bọt rất là nhiều nơi trên thế giới. Và bây giờ khi mà nó thu thập được đến hàng 69.000 loại nước bọt trên toàn thế giới này thì nó đã quay trở về và nó thể hiện ra được rằng là sự khác bọt của anh Quân đối với những người khác quá lớn. Cách biệt kinh khủng lên đến 3-4 step liền. Mà toàn step SQ. Xử lý tốt đến từ vị trí anh Quân. Một thanh niên dành cả tuổi thanh xuân chỉ để bắt cua các bạn ạ. Ngoài bắt cua ra thì em nó còn đéo thèm ăn cơm cơ. Tôi thấy lúc nào tôi livestream nó cũng vào và lúc đéo nào nó cũng nhảy win trước tôi. Một thanh niên dành cả tuổi thanh xuân của mình chỉ để hưởng chọn thú vui khi bắt cua và ăn hành khi mà gặp áp khó. Điểm qua một tí lại những danh sách những mặt những thanh niên đang có mặt ở trên trường quay F9 của chúng ta. Đó là bạn gì đây? Bạn gì mà chưa được lên TV đây? À, bạn Hentai này, Nam Pika này, hai thành viên rồi. Mèo con nè, Son Goku-san là 4, Phúc Cute là 5, Gấu Gaming là 6, Anh Quân là 7. Thế còn hai đứa nữa nó lặn đâu rồi? À, hai đứa nữa nó ao phòng rồi các bạn ạ. À đâu, hai đứa nữa vẫn còn một đứa. Tôi điểm danh thiếu một đứa rồi, một đứa nào đấy nó đã bị lặn khỏi cái máy quay của tôi chăng? Đứa nào vừa bị lặn khỏi máy quay gọi là inbox lại Hùng cho lên máy quay nào. À, bạn MV Farm các bạn ạ. Vâng, à, bạn Việt Dũng VIP và Supi đậu xanh, thằng Supi thì đéo đưa cốt nhá. Supi thì không đưa cốt, Supi nhá. À thì Việt Dũng VIP thì liên hệ anh Facebook Trần Vạn Mạnh Hùng của anh đưa cốt nhá. Ok, toàn người quen trúng cốt thôi, đậu xanh. Các bạn đợi nhá, vòng sau mình sẽ tổ chức cho PE các bạn nhé. Các bạn mà muốn mình có sức và cũng như là có đam mê để làm thêm những giải bắt cua ao làng kiểu này thì các bạn đừng quên để lại cho mình đó là một chia sẻ livestream này, cũng như là mỗi lần nhận được lì xì thì các bạn hãy tặng mình lì xì để có thể gọi là cho mình động lực để mình làm thêm nhiều giải bắt cua như này hơn các bạn nhé. Vì thực ra là mình đã phải bỏ tiền và cũng như là bỏ cả nước bọt ra là để bình luận cho các bạn rồi, nên là rất là mong các bạn ủng hộ cho mình và cũng như là gọi là cảm thấy vui vẻ vì cái này. Nếu như các bạn không cảm thấy vui vẻ thì mình cũng sẽ là cứ làm kệ các bạn luôn, vì chỉ có anh Quân đã đi qua được cái lồng kính rồi. Vâng, một pha lách cách chó đéo thành công đến từ vị trí anh quân rớt rồi. Chúng ta điểm lại một tí đến những vị trí khác cơ nào. Tại sao game của tôi nó bị đứng im rồi? À đây rồi, nhân vật của tôi nó cử động rồi, tôi đang cày game các bạn ạ. Ngoài việc là vừa ngồi làm danh hiệu bình luận viên ở bên cái giải ao làng thì mình còn đang làm thêm một số công việc như kiểu là một người cày game đích thực. Cảm ơn Đỗ Phú, cảm ơn Vân Nguyễn đã tặng cho mình lì xì nhá. Cốt em bị giới hạn rồi nên em không cần đâu. Ok, đến lúc anh sẽ cho Supi một đêm mặn nồng thay vì là nhận cốt Supi nhé. Được rồi, bên này chúng ta thấy được vị trí của anh Quân. Bám tường là gắt đến từ vị trí anh Quân. Một pha bám tường lên đến tầm 20 block rất là easy. Nói là nói cũng phải thôi, thằng này nó bám tường quá nhiều rồi nên là cái việc mà nó đi lên được như này thì rất là dễ. Pro HG1 mà. Vâng, tại sao lại là đéo biết? Tại sao đáp án lại là đéo biết? Ok. Ok, vị trí của anh Quân đã đi qua được những cửa ải câu hỏi đầu tiên. Và bây giờ sẽ là một step băng khá là dễ. À đéo dễ cho lắm. Chúng ta có con cung thủ lưu hình kìa. Ôi nó bắn xịt rồi. Vâng, những pha lách vô cùng điệu nghệ đến từ vị trí của anh Quân. Lách thật phong cách rồi. Bây giờ gặp máy xay rồi, anh Quân ăn cứt trong tình huống này rồi. Anh Quân đang cảm giác gọi là nứng lông mong manh. Bây giờ anh Quân sẽ có thể sẽ bị tạo khoảng cách trong step này. Nếu như step này anh Quân không xử lý tốt với những cái máy xay này, anh Quân hiện tại đang cách người khác lên những bạn khác còn lại lên đến gọi là bao nhiêu nhỉ? 11 step. Anh Quân cách vị trí của Go Gaming đứng nhì đó là 11 step. Và cách nguyên cả cái map luôn các bạn ạ. Mình bay mãi về được vị trí của Go Gaming nếu mà bay theo đường đi bộ. Còn nếu bay theo đường hàng không thì chúng ta sẽ bắt đúng một bấm thôi như kiểu này này. Đây là đường hàng không các bạn ạ. Mình bấm một cái là sẽ về luôn. Nhưng mà nếu là chúng ta đi theo đường đi bộ thì nó có vẻ là hơi căng. Đường chim bay cũng không thể nào nhanh được trong tình huống này. Quá xa luôn. Các bạn có thể nhìn thấy là mèo mèo con nè với Gấu Gaming ở tít đằng kia của thằng anh Quân nó tận đằng này. Các bạn thấy không? Đúng là thấy anh Quân mà tham gia giải ao làng, các bạn đừng nên vào ao mẹ nó đi. Vào làm gì khi mà thằng anh Quân nó quá tự chủ về tài chính, tự do và thời gian và cứ an nhàn mà tận hưởng giải thưởng. Quá nguy hiểm. Vâng.
êm như đệm mút kim đan và ngon như cơm mẹ nấu. Chỉ có thể gọi là một cụm từ, chỉ có cụm từ đấy mới ám chỉ được những cái pha nhảy của anh Quân. Nó xử lý từng step quá nhanh gọn. Vâng, pha này hơi ngu một tí nhưng không sao cả, chúng ta vẫn còn những lần sau. Bây giờ tôi mà bay về bên kia thì chắc nó xa lắm. Tôi xin phép nhìn vị trí của anh Quân vậy. Tại sao nó lại đi xa hơn so với người khác nó quá nhiều như vậy? Vị trí đứng nhì, cách vị trí đứng nhất 10 step thế này thì chơi cái gì? Vâng, anh Quân đang thể hiện cái trình độ gọi là dành cả tuổi thanh xuân để bắt cua của mình. Thằng bé gọi là dành cả tuổi thanh xuân để tập bắt cua và mãi đến bây giờ nó có một lần được thể hiện. Bảo sao thằng bé chả thích thú vãi cả cứt ra. Đam mê đúng là méo đợi tuổi nhưng mà nó cần phải thời điểm nữa các bạn ạ. Và đậu xanh, hiện tại mình đang thấy có một thanh niên mang tên là Huỳnh Thiên Tân đang gọi mình trên Facebook. Đề nghị bạn Huỳnh Thiên Tân là không nháy máy Messenger mình, nếu không là mình chặn bạn nhé. Đậu xanh ông Rô. Ông Rô đang nháy mình này các bạn. Các bạn qua dislike, unsub và report channel Siro Official hộ mình nhé. Hiện tại có một thanh niên đang nháy máy điện thoại của mình. Vâng, trong khi game của mình đang cày ngọc rồng thì ông ấy ngồi ông nháy. Đậu xanh nhà Rô nhé. Rô đang gọi các bạn ạ. Và mình đang rất là muốn dislike, unsub channel Rô. Đậu phụ nhà anh, fuck you fucking bullshit. Gọi gì nữa? Thôi ông ấy mất tiêu rồi đấy. Hình như là nó bị lỗi rồi các bạn ạ. Vâng, bạn nào tên là Huỳnh Thiên Tân nghe rõ trả lời nhá, bạn đang tạo nghiệp đấy bạn ơi. Bạn Huỳnh Thiên Tân mà có cái mặt nhìn kiểu tóc xẻ mái ngói với cả là gọi là tóc kiểu mà hơi ngáo ngáo một tí, cộng thêm với cả là có cái độ tuổi là 21 ấy. Bạn nào tên Huỳnh Thiên Tân có cái kênh là Siêu Official với độ tuổi 21, bạn đề nghị bạn không spam cuộc gọi cho mình nữa nhé. Đậu xanh nhà bạn, mình đang cày ngọc rồng bạn ơi. Mình đá chết mẹ bạn giờ. Khổ quá, alo, yêu em không? Không yêu thì thôi nhá. Tắt cuộc gọi này. Quá. Cứ gọi làm cái gì? Vâng, anh Quân hiện tại đã đi đến được cái step cơm miệng nào rồi ấy các bạn ạ. Anh Quân đã đi đến một cái step nó phải gọi là nó xa vãi trưởng so với những người còn lại rồi. Mèo con nè với gấu gaming đang dắt nhau đi trên con đường đầy nắng, chung nhau một step luôn. Rớt cũng phải có đôi có cặp. Đây này, chuẩn bị thằng gấu nó rớt đây này. Tôi tin chắc thằng gấu sẽ rớt để đi theo cặp mèo con. À đúng rồi, đúng như dự đoán của tôi là nó đéo rớt. Vâng, và nó đã bỏ qua vị trí của mèo con rồi. Quả nhiên là tình yêu đúng là nó rất là mong manh và ngắn hạn. Đôi khi là người đi cùng bạn ở độ tuổi 17 hay là step 17 sẽ không phải là người cùng bạn đi đến hết con đường và hết cái map. Câu nói đấy rất đúng với vị trí của gấu gaming và mèo con. Hiện tại là mèo con và gấu gaming nắm tay nhau đi trên đường vào độ tuổi 17. Nhưng có lẽ là để mà đi hết quãng đường này thì gấu gaming sẽ không chọn mèo con. Mèo con đang theo đuổi vị trí của gấu gaming, như gấu gaming trả lời là anh là con trai, còn em là con gái. Chúng ta khác biệt nhau quá nhiều. Chính vì vậy nên là chúng ta không thể yêu nhau được. Bao giờ chúng ta giống nhau thì anh yêu em. Đấy, chúng ta không hợp nhau và vì vậy là mèo đã bắt buộc phải chia tay với gấu. Quay trở lại với bên vị trí của anh Quân. Nó đã vượt qua step gọi là đá di chuyển bằng một cái cách thần kỳ nào đấy mà tôi không rõ. Những pha đảo vòng là tốt đến từ vị trí của anh Quân. Và thằng Trần Nam, mày đừng có nháy đi Messenger, tao chặn cả mày luôn đấy đậu xanh. Chào Lưu à. PE hả anh Hùng? Giải này cho cả PC và PE em nhé. Cái đầu phụ tao chặt đấy. Vâng, anh Quân hiện tại đang đi vào trong cái căn phòng đầy nắng ấy. Những pha nhảy vòng nhưng mà đéo ra gì đến từ vị trí anh Quân. Rồi lại đến mặt Thành Sơn luôn. Không lẽ tối nay, tối mùng 2 mình lại đi tạo nghiệp, đi chặn Messenger của nhau. Hôm qua mình vừa chặn thanh niên Nguyễn Thanh Tùng xong. À đâu, phải hôm qua, hôm kia. À năm ngoái mình vừa chặn thanh niên Nguyễn Thanh Tùng xong. Mình có chặn thêm một số thành phần gọi là chôn ác ôn khác, như kiểu là thằng thanh niên Nguyễn Vân gì ấy. Mé nó cứ gọi mình bật lên, nó tắt từ độ phụ. Vâng, anh Quân một pha bám tường tốt đến từ vị trí anh Quân. Bám một tường là tốt nhưng câu trả lời là đéo ra gì. Anh Quân rớt rồi. Bạn em vi phạm tham gia giải đấu nhưng mà méo thêm nhảy luôn. Các bạn thể nhìn thấy đây là em vi phạm của chúng ta đang đứng ở dưới nhìn lên anh Quân với ánh mắt âu yếm. Vâng, có lẽ là em vi phạm đã quyết định lùi về sau để nhìn thấy anh Quân rõ hơn. Đây, đứng đây và nhìn anh Quân nhảy thôi. Chứ bây giờ mà nhảy đằng kia thì đéo nhìn được nó.
Bây giờ tình yêu nó không phân biệt tuổi tác và cũng không phân biệt cả khoảng cách luôn rồi. Em vi phạm luôn muốn đứng đây chỉ để nhìn anh Quân nhảy. Thật sự luôn là một tình cảm rất là thiêng liêng cao cả. Gấu Gaming hiện tại đang bám tường. Một pha bám hơi ngu đến từ vị trí của gấu. Gấu rớt rồi. Vâng, bây giờ tôi đang chủ yếu cho thằng gấu nó rớt này. Lên đến nơi rớt đi em, rớt đi em, rớt đi em, rớt đi em, rớt đi em. Đấy đúng rồi, nó rớt rồi, ôi giời nó rớt này. Ôi giời nó rớt này. Ôi nó đều rớt rồi các bạn ạ. Quay trở lại với vị trí của anh Quân xem nào. Anh Quân đang ở đâu ấy nhở? Bạn anh Quân, à đây rồi, bạn anh Quân ở trên này. Anh Quân mới vừa rớt xong. Vâng, rớt lần hai luôn. Qua được xét bán tường ở chăng hay là đi đường dễ vậy? À đi đường dễ à? Mình nghĩ chắc là đi đường dễ. Chỉ bám tường này thấy khoai một tí. Vâng, pha xử lý hay nhưng đéo ra gì đến từ vị trí của anh Quân. Vâng, bám tường xịt đến từ vị trí của anh Quân luôn. Hùng gay nha, Hùng không gay nha, thỏ con nè ơi. Hello các bạn, hello các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với channel livestream của mình. Các bạn ơi, các bạn biết điều quan trọng là điều gì không? Quan trọng là đợi một tí để mình cày ngọc rồng rồi nhá. Ui, mình được 180 mấy nghìn vàng này, nãy giờ mình treo được hơi nhiều. Tính ra bây giờ cứ hôm nào mình livestream mình sẽ ngồi đây mình treo cho cái game ngọc rồng của mình chơi. Thế là mình sẽ gọi là vừa treo được game mà mình lại còn vừa tổ chức được giải cho các bạn. Hợp lý vãi cặc cứt luôn. Một pha xử lý tốt đến từ vị trí anh Quân. Chúng ta quay trở lại với cái thanh niên mà có những pha xử lý êm vãi cặc cứt như đèn bút kim đan vậy. Hiện tại thì anh Quân vẫn giữ được khoảng cách vô cùng an toàn đối với những người còn lại. Khoảng cách nó vẫn rơi vào khoảng 10 step. Thế này thì bố của Gấu Gaming ra đây cầm chuột và bàn phím nhảy hộ con thì cũng chả nhảy được trong tình huống này. Tôi chắc chắn một điều là giải nhất nó sẽ thuộc về anh Quân rồi. Bây giờ Gấu Gaming có mà gọi bố ra bảo bố ơi vác bàn phím ở đây bấm nhảy hộ con thì nó cũng chỉ đến thế mà thôi. Bây giờ gọi Siro ra đây thì nó cũng hơi căng khi mà liên thông nó quá là lag. Để mà nhảy được một khoảng cách xa như thế này, đuổi được anh Quân thì có vẻ dường như là điều không thể, dường như là bất khả thi trong tình huống này. Nhưng mà anh Quân cũng đang gặp phải một khó khăn vô cùng lớn khi mà chỗ này nó là 4 block ạ các bạn ạ. Chỗ này nó là rất là khó và các bạn cần phải bám một tường. Chỗ này cần phải kết hợp bám một tường, anh Quân ăn gà thì cũng không thể làm lên được đâu. Anh Quân ạ, em cần phải ăn gà và bám một tường. À đâu, ăn gà thôi là được rồi, ăn gà là được rồi. Chỗ này ăn gà thôi là đủ rồi, lúc trước anh nhảy về ăn gà này. Anh chơi còn giống online à, nè. Anh đã chơi nè. Những bạn nào mà chơi, cảm ơn bạn bé gấu trúc với Fireboy mà trúng code thì liên hệ mình để nhận code bạn nhé. Đây, hiện tại mình đang chơi ngọc rồng online. Các bạn nhìn thấy mình đang tóc vàng này, tóc vàng này, tóc vàng này. Các bạn nhìn này, tóc vàng. Thế nhưng mà tóc vàng mình chưa? Đấy, mình đang treo. Thì mình chơi ở server 7 các bạn nhá. Có bạn nào chơi ở server 7 thì liên hệ mình chơi chung nhá. Tại vì là mình cũng chả có ai chơi chung, hơi buồn. Mình đang chơi ở server 7, mình mới tạo nick hôm qua thôi. Hùng lấy ác 50 tỷ, 8 tỷ sức mạnh không anh nhá, vãi cả cứt thôi. Anh muốn cày lại cho vui mà em. Vâng, đây là một step mà tôi đã từng nói với các bạn là 100% các bạn không thể vượt qua được nếu như các bạn không ăn gà. Các bạn biết step là gì không? 4 block tàng hình các bạn ạ. Cái step này mình đã từng, thật sự là mình đã từng thấy rất là khoai đây này, mình sẽ nhảy cho các bạn xem. Chúng ta cần phải căn rất là chuẩn để có thể nhảy được chỗ này. Nếu như ăn gà như thằng anh Quân là còn thuộc dạng dễ đấy. Và nếu như mà không ăn gà ấy thì ngày trước mình đã phải nhảy đến tận 20 phút. Cái thời tháng 11 mình đã phải nhảy đến tận 20 phút để mình có thể nhảy được qua step này. Thật sự là rất là khoai. Đây là step 4 block tàng hình các bạn nha. Đây là chúng ta sẽ nhảy như này này. Đó, chúng ta sẽ nhảy như thế. Đấy là sẽ qua. Mình không bay nha. Đây là mình sẽ không bay các bạn xem này. Đây là mình sẽ không bay các bạn xem. Mình sẽ không bay và ăn gà để cho các bạn xem nhá. Không bay và không ăn gà mình sẽ nhảy cho các bạn xem. Chúng ta phải căn bà đây này. Ấy, rớt mất tiêu rồi. Nói chung là nhảy bằng cái trọng tài này hơi khó. Nhảy bằng cái trọng tài này nó méo đúng cho lắm. Méo đúng cho lắm. Nhảy bằng cái trọng tài này méo đúng các bạn ạ. Nhưng mà bây giờ nhảy dễ hơn. Nhảy cái trọng tài này méo đúng đâu các bạn ơi. Nó cứ bị rung chuột này. Cái tay nó cứ rung à. Đậu xanh nhảy bằng cái trọng tài này hơi lag, hơi khó. Ngày trước mình đã nhảy mát này rồi, cái mát này trong video của mình. Mình đã nhảy qua step này và khoai vãi cứt luôn. Mình nhảy mình không ăn gà các bạn ạ. Còn cái step này cũng thế luôn. Cái step nhảy zig zag này mình cũng không ăn gà luôn này. Nhưng mà bây giờ nếu mà đối với anh Quân thì ăn gà có vẻ như là sẽ dễ hơn. Thật sự thanh niên này là một trong số những thanh niên nhảy rất là giỏi. Mình cũng rất là nể thanh niên này. Chặt đầu rồi em ơi, chặt đầu rồi em ơi.
một pha xử lý hay nhưng đéo ra gì đến từ vị trí của anh Quân. Từ từ nào, quay trở lại với vị trí của mèo con và gấu gaming cho lên máy quay thế nào. Gấu gaming đâu rồi nhở? Đồng chí gấu gaming hiện tại là cho, có thể cho tôi biết là đồng chí đang ở đâu đúng không ạ? À đồng chí, à mẹ rồi, đồng chí quyết định chịu thua rồi. Vậy là đồng chí gấu gaming chính thức gọi là dừng cuộc chơi tại đây. Vậy là chỉ còn mèo con này là người đứng nhì và đang cố gắng. Nhưng mà quá căng khi mà số lượng step cách với anh Quân nó lên đến 15, 16 rồi đấy rồi. Anh Quân bây giờ có thể thông thả từ từ bình tĩnh đi bộ đến đích cũng được. Mà có thể nhảy đứng dễ mà em. Tại sao mà nhảy đứng khó làm gì? À nhưng mà nhảy đứng khó cũng được, tại vì giờ này mày cách người ta xa quá rồi em ạ. Giờ này người ta cách mày đến tận 15 step cơ. Và nick thì ở đây, chúng ta có thể nhìn thấy là cái nick của cái map này đó là chữ Hùng. Quá kinh khủng luôn. Một cái chữ Hùng to tổ bố ở đây. Và lát nữa còn một cái step nữa rất là làm khó anh Quân, đó là cái step có đá di chuyển này. Rất là lag, không biết anh Quân sẽ vượt qua được cái step này không. À anh Quân quyết định từ bỏ rồi. Anh Quân muốn ăn vải bao giờ hết. Và anh Quân quyết định đi đường dễ rồi các bạn ạ. Quả nhiên là anh Hùng cũng không thể nào mà tạo được thời thế, chỉ có thời thế tạo anh Hùng thôi. Vâng, một pha đi đường dễ nhưng vẫn ngu đến từ vị trí anh Quân. Và anh Quân lại rất ngu một lần nữa rồi các bạn ơi. Vâng, một pha bám tường cứu thua là tốt đến từ vị trí của anh Quân. Pha xử lý này nó có ra gì hay không đây? Vâng, đúng là ra gì rồi các bạn ạ. Rồi, xử lý tốt đến từ vị trí của anh Quân. Anh Quân đã đi được vượt qua cái step kia. Vâng, tôi sẽ không nói với mọi người là nó đã đi đường dễ đâu. Tôi sẽ giả vờ sạo lin như kiểu là nó vừa bám tường xong ấy. Ui, anh Quân vừa bám được tường zig zag rất là giỏi. Vâng, xin chúc mừng vị trí của anh Quân. Anh Quân vừa có pha xử lý tốt vãi cả cứt ta đấy. Chỗ này là bám zig zag đấy các bạn. Chỗ này bám khá là dễ thôi, nhưng mà nếu mà chơi liên thông thì hơi khó một tí. Nhưng mà nếu mà chơi làm máy chủ thì chỗ này rất là dễ. Tại vì chỗ này đảo zig zag hơi ít. Mình đảo 6-7 lần mình còn đảo được cơ mà. Vâng, anh Quân nhảy băng hơi cùi trên tình huống này. Và anh Quân ăn gà rồi. Anh Quân bú gà luộc trong tình huống này. Nhưng mà bú gà luộc cũng không thể nào thay đổi được cái sở thích thích ăn gà rán của mình. Anh Quân lại rớt vì gà luộc nó không có đủ chất dinh dưỡng như gà rán. Chúng ta quay trở lại với mèo con nào. Mèo con của anh đâu rồi? À, mèo con của anh đang ở một nơi xa quá. Mèo con vẫn đang ở cái step mà anh Quân đã vượt qua cách đây 15 phút về trước. Có vẻ như là mèo con đi trong quá khứ, còn anh Quân đang đi đến tương lai. Chúng ta nhìn được không? Mèo con ở tít đằng kia, anh Quân ở tít đằng kia. Cách nhau lên đến hàng nghìn cây số các bạn ạ. Bạn nào spam hoặc chửi Hùng hộ châu cái. Thôi được rồi. Thôi. Vãi cả đồi ra đi ta, Lisa bị mốt lên châu bàn. Lisa ơi, mày làm ăn ở gì mà lại có nick bị có nick fake vậy em? Tôi bị hack. chơi chung với á, chơi chung thì em phải vào nhanh mới được em nhá. Em phải chơi chung em phải vào nhanh nhá. Anh Quân vừa qua được cái cột băng rồi, tại sao nó lại nhanh như vậy? Thằng này nó làm cái gì mà nó có thể đến nhanh như vậy các bạn? Các bạn thấy đấy, anh Quân nó nhảy quá giỏi đi. Thanh niên này là một trong số những thanh niên mà các bạn biết đấy, tôi thật sự luôn là tôi đánh giá rất cao. Có đá di chuyển ở đây, à có cái cắt tinh thể đây, nếu nhảy cứ vi tới làm gì có cái đá cắt tinh thể này. Đúng rồi, bay lên. Trời ơi, bấm cách lên. Trời ơi, kém quá đấy từ chịu anh Quân. Ăn gà vào, đúng rồi. Ăn gà vào, đúng rồi. Một pha xử lý đéo ra gì từ vị trí anh Quân. Chán thế. Anh Quân quỷ bắp vãi cả đái ạ. Châu yêu mấy bạn không spam và chửi Hùng. Miêu sẽ im lặng bơ cho nó lành. Chào Miêu, yêu Miêu vãi cứt luôn. Hùng hôm nay Hùng mới ỉa tận 2 lần vì Hùng ăn uống cái gì ấy. Nên là Hùng bị đau bụng, nhưng mà Hùng vẫn yêu Miêu vãi cứt. Bởi vì là không sao cả. Zamba với cái vụ phải cứt tàn là chuyện bình thường như cơm bữa thôi. Nên là sau cùng Hùng vẫn yêu Miêu. Hùng yêu Miêu đến phải cả cứt luôn cũng được. Nhưng mà méo hiểu sao thật luôn đấy. Hôm nay vùng 2 mình ăn cái gì ấy các bạn ạ. Mà mình đi ở đến 2 lần. Mà các bạn biết lần đầu tiên mình ỉa nó còn da cứt cứng một tí. Sao lần thứ 2 nó ra toàn nước luôn. Mình phải tả cho các bạn nó chân thực nhất, đó là nó giống y hệt như kiểu là Milo hết hạn đấy. Thôi rồi, anh Quân đây, bỏ đi anh Quân đây.
Ok, thì do là cái chỗ này nó là đá di chuyển và nó rất là dài, và mình biết là chỗ này sẽ không vượt qua được bằng cách là nhảy thông thường đâu, vì trong liên thông nó rất là lag, nên là không nhảy được cái này đâu. Thôi mình dẹp mẹ đi chứ không từ bỏ, tao đá nó bây giờ cái giờ. Thì chỗ này nó sẽ không nhảy được bằng liên thông đâu, hoặc là nhảy được thì nó sẽ rất là lâu, nên là mình xin phép gọi là dừng vòng ao làng này tại đây. Thì chúng ta sẽ chốt sổ đó là vị trí của anh Quân là người chiến thắng nhá, vì anh Quân hiện tại cách quá xa những người còn lại và anh Quân ở đấy rất là lâu rồi. Mình sẽ coi như không có cái đá di chuyển trong map này, vì đá di chuyển này rất là lag, nên là chúng ta xin phép dừng vòng ao làng này đấy các bạn nhá. Thì mèo con nè cũng ao rồi, thôi chúng ta dừng vòng ao làng này đây nhá. Thì anh Quân là người chiến thắng, thì anh Quân mà muốn liên hệ nhận giải thì có thể kết bạn Mini World với Hùng, hoặc là liên hệ Facebook Trần Phạm Mạnh Hùng nhá. Anh cũng chưa biết Facebook mày đâu, cho anh hỏi luôn Facebook của mày nó là cái gì vậy.